Ngô Viết Thụ là một tài năng xuất chúng của thế giới về kiến trúc, tác giả của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có đô thị Vị Thanh. Nhưng tên tuổi của ông được ít người biết tới. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, ông là một trong số hiếm hoi người có cơ hội được du học châu Âu. Sớm tiếp cận với nền văn minh hiện đại, nhưng sâu thẳm con người ông là khí tiết của một kẻ sĩ. Có lẽ vì thế mà mỗi tác phẩm kiến trúc của ông đều ẩn tàng một bản sắc độc đáo và triết lý sâu sắc. Dinh Độc Lập, nay là Dinh Thống Nhất, một trong những công trình biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn nguyên sự uy nghi lộng lẫy thu hút rất nhiều người đến tham quan. Nhưng sẽ không nhiều người hiểu đầy đủ về những gì đã gửi gắm vào công trình kiến trúc này. Kính mời quý khán giả cùng tìm hiểu trong chương trình Bóng Thời Gian ngày hôm nay. Cố kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sinh năm 1926, mất năm 2000, quê gốc ở Thừa Thiên Huế. Có tuổi thơ nhọc nhằn, túng thiếu, nhưng ông học rất giỏi. 18 tuổi thi đỗ vào trường cao đẳng kiến trúc Đà Lạt. Sau khi có cơ hội sang Pháp học tập, ông đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư xuất sắc. Nhưng có lẽ cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cố kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cũng là niềm vinh dự của ngành kiến trúc Việt Nam. Đó là ông đã trở thành người Việt duy nhất đến hiện tại đạt giải Khôi Nguyên La Mã, giải thưởng lớn nhất về kiến trúc. Ngay bây giờ, mời quý khán giả cùng xem con đường một sinh viên trẻ của Việt Nam đến với bục danh giá này như thế nào. Khi còn là sinh viên kiến trúc Paris, ông Ngô Viết Thụ học rất giỏi, từng đoạt giải thưởng của Viện Hàn Lâm Quốc gia tổ chức. Nhờ đó, năm 1955, ông được ưu tiên mời tham dự giải Khôi Nguyên La Mã. Đây là một cuộc thi danh giá nên phải ganh đua với hàng trăm thí sinh xuất sắc của châu Âu. Vậy mà ông là một trong số 10 người được vào vòng chung kết. Vòng thi chung kết, thí sinh được yêu cầu vẽ một ngôi thánh đường trên đảo Địa Trung Hải. Tác phẩm ngôi thánh đường hình parabol trên mặt bể như ẩn hiện dưới bầu trời của ông được giám khảo đánh giá rất cao. Nhưng họ chất vấn ông về một lỗi nhỏ do không theo quy tắc, đó là ngôi thánh đường mà ông thiết kế không nằm xoay mặt về hướng đông, hướng về Jerusalem như thông lệ, mà lại hướng theo dòng nước. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ giải thích ngay, giáo đường phải hướng về phía phù hợp nhất để trở thành một thiết kế tốt, hơn là buộc phải nhìn về hướng Jerusalem theo thông lệ xưa cổ, dựa trên giáo lý Kitô. Thiên Chúa hiện hữu ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ hiện hữu tại thánh địa Jerusalem. Sau khi ông giải thích, hội đồng giám khảo cười. Rồi ông nhận được kết quả đoạt giải với 28 phiếu thuận của hội đồng, trừ một phiếu nghịch. Ngày hôm sau, báo chí Pháp loan tin một người Việt Nam đoạt giải Khôi Nguyên La Mã với số phiếu tuyệt đối 28/29. Vậy tại sao ông chỉ nhận được có 28 phiếu mà họ lại nói ông đạt phiếu tuyệt đối? Có nguồn tin cho rằng do báo chí Pháp rất nhạy bén. Họ điều tra biết được trong 29 thành viên ban giám khảo thì một vị có học trò ruột cùng tranh giải với ông Thụ, nên đương nhiên ông này sẽ không bao giờ chấm cho ai khác ngoài học trò của mình. Khi kết quả được công bố, đám đông bạn học của ông Thụ, phần lớn là người Pháp, đã công kênh ông lên trên vai, diễu hành hết khu phố Đại học Latin của Paris. Thưa quý khán giả, năm 1955, nước ta vừa thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp, thì hình ảnh vừa rồi ở khía cạnh nào đó tạo nên một sự tự hào dân tộc lớn lao, vượt hơn cả đoạt một giải thưởng mang tầm vóc quốc tế. Vinh dự hơn nữa là sau giải thưởng này, ông Ngô Viết Thụ còn được cấp học bổng để nghiên cứu và sáng tác 3 năm tại các khu biệt thự thuộc Pháp, được tặng danh hiệu kiến trúc sư trưởng các chương trình cải tạo quy hoạch quốc gia. Nếu ở lại nước Pháp, ông được ưu tiên trong các dự án lớn. Cùng thời gian này là hàng loạt những lời mời gọi từ Canada. Nhưng bỏ qua mọi vinh hoa xứ người, kiến trúc sư gốc Huế quyết định trở về Việt Nam cống hiến cho Tổ quốc. Từ năm 1960, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ về nước làm việc. Thời gian này, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn Bộ Xây dựng đảm nhận việc thiết kế các công trình lớn của quốc gia. Ông Ngô Đình Diệm đã ngỏ ý mời kiến trúc sư Thụ làm Bộ trưởng Xây dựng.
Đây là một chức vụ có quyền uy rất cao mà còn nắm cả bộ phận xổ số kiến thiết, vốn là con gà đẻ trứng vàng lúc bấy giờ. Nhưng ông Thụ đã từ chối. Ông chỉ hợp tác tư vấn khi chính phủ có yêu cầu. Hầu hết các công trình kiến trúc lưu dấu ấn về kỹ thuật và mỹ thuật của ông đều được sáng tác vào thập niên 60 như Dinh Độc Lập, Viện Đại học Huế, Viện Nguyên tử Đà Lạt, Khách sạn Hương Giang 1 tại Huế, Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Trong thời gian này, ông cũng thiết kế rất nhiều đồ án quy hoạch cho khoảng chừng 30 đô thị, tỉnh lỵ và thị xã mới tại miền Nam Việt Nam, trong đó có Vị Thanh, thuộc tỉnh Hậu Giang, mà các công trình đến giờ vẫn là nét chủ đạo của đô thị Vị Thanh như Hồ Sen, đường Trưng Trắc Chương Nghị. Khi đất nước giải phóng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt công du Pháp và Algeria, mời kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đi cùng. Đến Pháp, không may kiến trúc sư bị chứng bệnh thận cấp tính, phải lưu lại chữa trị. Trong thời gian chữa bệnh, có rất nhiều lời mời ông ở lại và hứa bảo lãnh cả gia đình sang nước ngoài. Nhưng ông kiên quyết trở về. Sau này con trai ông kể lại, ông trở về vì một lời đã hứa với chú Sáu Dân. Ông nói, kẻ sĩ đã tin nhau thì không bao giờ được phụ lòng nhau. Tuy vậy, đó cũng là lần thứ hai kẻ sĩ như ông từ chối uy quyền bổng lộc của chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã mời ông là thành viên tổ chuyên gia tư vấn kiến trúc cho Thủ tướng. Các thành viên của tổ chức tư vấn đều chuyên làm công tác nghiên cứu, không giữ chức quyền trong bộ máy hành chính nhà nước theo chế độ 5-0, không biên chế, không lương, không chức vụ, không có cấp trên cấp dưới, và quan trọng nhất là không bị ràng buộc hạn chế gì khi góp ý kiến với Thủ tướng. Không muốn bị gò bó vào khuôn khổ có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất với một kiến trúc sư thích sự tự do như ông Thụ. Cũng vì vậy mà các tác phẩm của ông đều mang nét hiện đại phá cách so với các kiến trúc cùng thời, nhưng lại mang một bản sắc độc đáo và triết lý sâu sắc. Chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục giới thiệu công trình kiến trúc này cùng quý khán giả ngay sau vài giây quảng cáo. Hai mươi mốt giờ 50 phút, khung phim nước ngoài hấp dẫn trên truyền hình Hậu Giang tiếp tục mãn nhãn quý khán giả với một tác phẩm bom tấn của Thái Lan trong tháng 6. Nghịch chiến sinh tử, nơi mỗi người buộc phải lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng đều đau đớn. Biến cố đã khiến hai anh em trong gia đình hạnh phúc bắt đầu hai ngã rẽ. Không nên đụng tới hắn làm gì, cứ như hắn làm hại ba, làm hại mẹ thì sao đi. Nếu như anh không gây chuyện với bọn chúng thì chuyện đâu có ra như vậy. Hầu hết các thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đều thể hiện quan niệm kiến trúc Việt Nam hiện đại, không sao chép các chi tiết của kiến trúc cổ điển, nhưng vẫn hài hòa và mang bản sắc văn hóa dân tộc, hoàn toàn đi theo hướng khác với các đóng góp thiết kế dinh của các kiến trúc sư danh tiếng cùng thời. Bởi thế, có một thời gian, người ta đã ác cảm với các thiết kế của ông, nhất là tác phẩm mà ông đắc ý nhất, Dinh Độc Lập, cho rằng đây là công trình được làm riêng cho chính quyền Ngô Đình Diệm, mà phớt lờ đi ý nghĩa tốt đẹp đã được ông nhọc công xây dựng. Với chuyên môn nhận xét, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ am hiểu sâu sắc về phong thủy, kín đáo vận dụng khéo léo hiểu biết trong mỗi tác phẩm kiến trúc của mình. Chỉ ai có kiến thức trong lĩnh vực này mới nhận ra. Vì thế, khi thiết kế Dinh Độc Lập, nhiều người hiểu sai, cho rằng kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế riêng cho ông Ngô Đình Diệm. Thực ra không phải vậy, ông xây dựng chung cho những vị nguyên thủ quốc gia. Về mặt phong thủy, đa số công trình của các vị vua ngày xưa đều xây dựng theo triết lý bá đạo, tức là làm sao có lợi nhất cho chủ nhân mà không tính đến chuyện gây hại cho người khác. Còn ông, theo quan điểm vương đạo, tức là làm sao cho cộng đồng phát triển tốt. Khi cộng đồng phát triển tốt, trong đó sẽ có mình. Nhiều người cho rằng trục chính đi thẳng vào dinh là xấu, nhưng ông vẫn làm và dùng hồ nước
để hóa giải. Ông cho rằng làm vua thì phải làm gương, phải đứng ra gánh vác, chiếu không ngay, không ngồi. Khi thiết kế Dinh Độc Lập, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự xếp đặt từ bên trong nội thất cho đến tiền diện bên ngoài, tất cả đều tượng trưng cho triết lý cổ truyền, nghi lễ phương Đông và cá tính của dân tộc. Toàn thể bình diện của Dinh làm thành hình chữ cát, có nghĩa là tốt lành, may mắn. Tâm của Dinh là vị trí phòng trình quốc thư. Lầu thượng là tứ phương vô sự, lầu hình chữ khẩu để đề cao giáo dục và tự do ngôn luận. Hình chữ khẩu có cột cờ chính giữa sổ dọc tạo thành hình chữ trung, như nhắc nhở muốn có dân chủ thì phải trung kiên. Nét gạch ngang được tạo bởi mái hiên lầu tứ phương, bao lơn danh dự và mái hiên lối vào tiền sảnh tạo thành hình chữ tam. Theo quan niệm dân chủ hữu tam, viết nhân, viết minh, viết võ, ý mong muốn một đất nước hưng thịnh thì phải có những con người hội đủ ba yếu tố nhân, minh, võ. Ba nét gạch ngang này được nối liền nét sổ dọc tạo thành hình chữ vương. Trên có kỳ đài làm thành nét chấm tạo thành hình chữ chủ, tượng trưng cho chủ quyền đất nước. Mặt trước của dinh thự, toàn bộ bao lơn lầu 2 và lầu 3 kết hợp với mái hiên lối vào chính cùng hai cột bọc gỗ phía dưới mái hiên tạo thành hình chữ hưng, ý cầu chúc cho nước nhà được hưng thịnh mãi. Theo như lời con trai của ông Thụ là kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, người duy nhất theo nghiệp cha mình, chia sẻ: điểm nổi bật nhất của Dinh Độc Lập đó là kiến trúc xanh. Kiến trúc xanh tức đảm bảo ba yếu tố cơ bản gồm gió, nước và ánh sáng tự nhiên của công trình. Bên ngoài hành lang dinh có các dải qua tường tạo nên tấm màn chống nắng từ hướng Tây, đồng thời đón nắng từ hướng Bắc. Dọc hành lang hướng Tây được gắn kính chắn nước khi trời mưa, trời tạnh có thể mở cửa đón gió. Bên trong dinh ngay trước có một máy lạnh trung tâm, nhưng không cần mở máy lạnh vẫn đảm bảo không khí mát mẻ. Ngoài ra, phía trước và sau lưng dinh là hai công viên cây xanh và các hồ nước nhân tạo, đều nhằm mục đích điều hòa không khí. Vào những năm đầu thập niên năm 1960, đây là công trình đầu tiên xây dựng theo kiến trúc xanh. Ngày nay, Dinh Độc Lập với tên gọi mới là Dinh Thống Nhất là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, công trình kiến trúc này đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là di sản quốc gia đặc biệt. Sự trường tồn của công trình Dinh Độc Lập còn là biểu tượng của lòng hăng say, tâm quyết của người muốn gửi hồn vào kiến trúc của mình.